Hello anh em nha, em là Hạnh đây. Thì chiều hôm nay em không quay bán xe nữa mà em quay lên em nói một số vấn đề ha. Thì cũng có nhiều anh em bữa giờ chào xe em, ô tô, xe máy. Thì anh em cũng đừng buồn nha, vì lý do dịch đó anh em, dịch mạnh quá cho nên em không thể thu được. Thật sự mà nói là có nhiều xe chào em rẻ lắm, anh em muốn bán em rẻ lắm. Và những chiếc xe mà em đã bán anh em chào em và kêu em mua lại em cũng không mua được luôn. Thì cái đấy anh em cũng thông cảm cho em nha. Không những xe em bán không mua lại được, và những xe khách đang muốn bán em cũng chẳng mua lại được luôn, vì lý do dịch bệnh nặng quá nha anh em ha. Thì hôm nay chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của em đi qua An Giang nha anh em. Chuyến đi này là em đi công việc của em, chứ không phải là em đi mua bán chờ đổi xe nha anh em ha. Cái này là em đi qua công việc riêng ha anh em ha. Đi mà em đi từ hồi sáng tới bây giờ là em đi lúc 9 giờ sáng tới bây giờ, mà bây giờ em mới vừa tới qua được cái phà, qua được cái cầu Dòng Cống rồi anh em, là anh em biết em đi nó lâu cái nào rồi đó. Đó, đi cực quá trời cực luôn anh em. Bây giờ đi bò từ từ em đi từ sớm giờ là qua 6 trạm kiểm dịch rồi. Và em cũng mới vừa xét nghiệm Covid xong. Thì bữa giờ em xét nghiệm được 2 lần rồi. Một lần xét nghiệm giờ là muốn banh cái lỗ mũi luôn anh em, thật sự đau dữ lắm, đau luôn. Mà đi được có 3 hôm thôi à. Tiếp đường dẫn cầu bằng cống 1 km. Đó, bản đồ báo anh em không? Vừa em mới vừa qua cầu Dòng Cống thôi. Em đi bằng con Innova của em à. Thì con này em bán có 185 triệu thôi cho anh em. Đời 2008 cuối phơ mới nha. Innova bên em cũng còn 2-3 xe á. Còn xe 4 chỗ, 5 chỗ thì em cũng còn là khoảng 8-9 chiếc, rất là nhiều nha anh em. Thì tầm giá khoảng 450 triệu cho đến 50 triệu nha. Em cũng còn khoảng mười mấy xe. Thì bên em hiện tại bây giờ nếu như bán anh em nào mà ở gần á thì qua em nha. Thì em thì ngay khu thành phố Bến Tre. Đó, thì lại tới chỗ mua em bớt chút đỉnh xăng cộ chi phí cho anh em ở xa qua mua xe vẫn được bình thường nha, nhưng mà anh em đi test Covid thì mới qua được anh em, nhưng mà rất là lâu nha. Đi mua một chiếc xe rất là trần an gian khổ luôn, như em đi sớm giờ đi nửa ngày trời mà đi được mấy con trăm cây số hơn, rất là cực. Ở nhà bao việc luôn mà giờ đi như vậy á, mà vừa dễ bị lây bệnh nữa. Em đi hôm nay là em nghỉ luôn, em không ở nhà luôn nha anh em. Anh em nào có mua xe máy thì em gửi đi được nha, xe máy thì gửi trên xe đi được ha, còn ô tô thì không có gửi được rồi, ô tô phải tới chỗ mua nha anh em. Bởi vì em quay lên em báo cho anh em một số điều để anh em biết ha, và anh em cũng thông cảm cho em, vì có nhiều xe chào em không mua được nha, và những xe em bán em cũng khó mua lại được. Thì hẹn anh em qua dịch nha, qua dịch anh em nào có nhu cầu mua bán gì đó thì cứ alo em mạnh dạn lên ha, thì cứ alo cho em. Đó. Giờ đi đang vào từ từ đây anh em ha, quá trời cực luôn. Thì em cũng gửi đến lời chúc đến anh em ha, ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, hạn chế đi ra đường nha, công việc nào mà mình cần gấp hoặc là có lý do chính đáng mà hãy ra đường nha anh em. Nhiều khi bây giờ ra đường lý do không chính đáng cũng bị công an phạt luôn á. Mà một lần test Covid đâu phải rẻ luôn anh em, test 200 mấy ngàn á, đi được 3 hôm thôi. Đó, anh em thấy đi từ sáng giờ chưa ăn uống gì trơn, đói bụng cũng đâu dám ăn đâu, đi mua em mua bánh ở nhà em đem theo với nước suối em uống luôn. Cũng không dám lé lọc đường ăn uống nữa, để lây bệnh hay chết nữa. Mình bệnh không quan trọng đâu, về mình lây cho gia đình mình, cho anh em ở sớm, ở giường, khách hàng mình nữa thì chết nữa. Rồi thôi em xin chào anh em nha, chúc anh em ngày hoặc là tốt đẹp và giữ gìn sức khỏe, và công việc mình vẫn duy trì ổn thỏ nha. Đó, rồi cảm ơn em nhiều ha.